thưa quý vị tình hình mạng xã hội việt nam trong những ngày qua có hai cái chuyện nổi đình nổi đám chuyện thứ nhất là ông nghệ sĩ hài xuân bắc không đụng chạm tới ai cả không làm gì cả bị tất cả các tờ báo lớn của nhà nước đánh thê thảm luôn dập ông à, chuyện thứ hai là nó lộ hình con gái ông bộ trưởng công an tô lâm à, đó là hai cái sự kiện đó và tôi nghĩ là nó có liên hệ với nhau thì trước hết phải nói với quý vị là tôi định nghĩa truyền thông trong nước nó có 3 loại. Loại số 1 là loại của nhà nước. Số 2 là loại bán chính thức của nhà nước. Là do những blogger, những facebooker họ đưa lên mà phần lớn là đúng. Mà tại sao họ đưa đúng là phải chắc chắn là có số 1 truyền cho số 2 mà truyền lén. À, tức là những người bên trong họ đưa thông tin ra. Và số 3 tôi gọi là tôi gọi là thuộc lại là à, thông tin về hè nhưng mà nhiều khi nó cũng đúng vì nó cũng dựa trên số 1 và số 2 rồi có thể người ta khuếch trương ra để cho bà con lên mạng xã hội làm rùm beng lên. Thì trong những ngày qua quý vị biết ở Việt Nam cái chuyện mà nổi đình nổi đám nhất đó là chuyện ông Nguyễn Xuân Phúc chủ tịch nước bị mất chức giữa nhiệm kỳ. À, bị mất chức vào ngày 17 ủy vị uh, hội nghị trung ương loại ông ra khỏi trung ương Đảng. Sau đó qua ngày 18 thì quốc hội bãi nhiệm luôn, bãi nhiệm luôn cái chức ủy uh, đại biểu quốc hội ông luôn có ông về vườn mà họ không nói là ông tội, do họ chỉ nói là ông chịu trách nhiệm chính trị về cấp dưới. Các cấp dưới làm sai trái nhưng mà không nói sai trái gì cả. Nhưng mà sau đó thì đồn ầm lên trên mạng và ngay cả trên các cơ quan nhà nước luôn, số 1 cũng nói là làm lỗi này lỗi kia, đủ thứ rồi khui cái vụ Việt Á với cái vụ giải cứu công dân. Nhưng mà trong văn bản của Việt Nam đưa ra thì không nói ông chính những cái tội đó và trước ông thì có hai ông phó thủ tướng đó là phó thủ tướng thường trực phạm bình minh và ông phó thủ tướng vũ đam ờ, vũ đức đam xin lỗi quý vị cũng bị mất ghế và cũng không nói là tội gì à, không nói tội gì cả thế khi không nói tội gì cả nhưng mà số 3 đó thì ồn ầm lên là cái vụ việt á và họ nói ông là có thể là bà vợ của ông dính trong cái chuyện này và họ hỏi là phải ông là chung cuối hay không cho Việt Á hay là còn trùm cuối khác, đó. mà nhà nước cũng không có đính chính là có phải vợ của Xuân Phúc dính trong vụ Việt Á hay không, họ không đính chính luôn, tức là họ để cho nó gọi là đơm hoa kết quả thoải mái, hạ uy tín ông này. Trong khi đó thì thưa quý vị có những vụ khác, ví dụ như ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn VinGroup lúc mà bị đồn là cấm xuất cảnh thì nhà nước lên đính chính ngay là ông không nằm trong danh sách xuất cảnh à, bị cấm xuất cảnh, hay là như ông Trịnh Văn Quyết cựu chủ tịch tập đoàn FLC hồi đó cũng đồn là bị cấm xuất cảnh họ cũng lên nói là không có nhưng mấy ngày sau thì bắt mà trước khi bị bắt thì số 2 tức là cái loại mà gọi là Facebooker thân thiết với lại số 1 thì họ đã tung tin ra rồi à. thì đang lùm xùm cái chuyện ông Nguyễn Xuân Phúc đó thì người ta mới bàn tán ai sẽ là người thay thế ông thì các cái loại mà số 2 rồi có một rưỡi nữa một rưỡi là các chuyên gia nước ngoài ví dụ như ông can thay ơ ông david grossman ông david Hutt ông lê hồng hiệp ông hà hoàng hợp đó nhiều lắm như là khoảng một chục chuyên gia nước ngoài rồi ông già chi già già ở bên mỹ nữa dạy giáo sư của đại học qua college ở bên mỹ nữa những người này cũng đưa ra những cái dự đoán mà phần nhiều những người này cũng có từ số 1 chuyển qua đó, thế nên họ mới nói. Thì họ mới đặt vấn đề họ bảo là có nhiều người trong số này có thể thay thế ông Phúc. Ví dụ như họ nói là có thể là ông Đại tướng Tô Lâm là Bộ trưởng Bộ Công an. Vì ông này là đã có hơn một nhiệm kỳ trong Bộ Chính trị rồi một nhiệm full đầy đủ. Bây giờ đang nhiệm kỳ thứ hai. Hay là ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng. Đó. cái lý do mà người ta nói ông Phan Văn Giang là bởi vì người ta bảo là nếu mà ông Tô Lâm vào trong Bộ Tứ Trụ đó, thì coi như có tới hai ông gốc công an trong đó tại vì ông phạm minh chính thì đang là thủ tướng cũng là trung tướng công an ngày xưa là thứ trưởng bộ công an rồi qua làm bí thư quảng ninh rồi vào làm trưởng ban tổ chức rồi lên thủ tướng thì họ bảo như vậy là không cân bằng mà khi ông tô lâm mà làm chủ tịch nước đấy thì đương đương nhiên ông là tổng lệnh quân đội ông là chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh của việt nam ông chỉ sau nguyễn phú trọng thôi Nguyễn Phú Trọng là bí thư trung, tổng bí thư đảng và kiêm luôn là bí thư quân ủy trung ương tức là số 1 còn cái ông chủ tịch nước là số 2 ông Phan Văn Giang thì là bộ trưởng quốc phòng thì là phó bí thư quân ủy trung ương thôi đó thì ta bảo như vậy mà ông tô Lâm mà vào đó thì có thể mà ông Trọng mà ra đi bất đắc thì tử ông Trọng năm nay cũng gần 80 rồi thì có thể là ông tô Lâm lên chủ tịch nước mà ông lên ông Lâm lên làm chủ tịch nước thì coi như là coi quân đội luôn đứng đầu quân đội thì điều đó không thể chấp nhận được Quân đội họ sẽ không bằng lòng để công an đứng lên trên trên chỉ huy họ. Đó, đó là những bàn tạng. Rồi họ bảo nếu mà hai ông này không được vì cái chuyện đó, đó thì có thể là bà Trương Thị Mai. Họ cũng bàn qua luôn là bà này là bây giờ là ừ, đã có coi như một nửa nhiệm kỳ của Đại hội 12. Bây giờ coi như gần một nửa nhiệm kỳ của Đại hội 13. Đó. Mà có cái yếu tố là phụ nữ nữa. Bởi vì trước đây có bà Nguyễn Thị Kim Ngân là chủ tịch quốc hội nằm trong túi trụ. Bây giờ không còn nữa thì có thể đưa bà này vào. Đó. Và nếu mà không đưa vào được á Hai ông kia không vào được luôn á Thì họ nói là có thể là ông Lương Cường Chủ nhiệm tổng cục chính trị Cũng đang là ủy viên bộ chính trị luôn Đại tướng Mà cuối cùng nếu mà không ai vào được Thì có thể là ông Nguyễn Phú Trọng Một đít ngồi hai ghế Như ông đã từng làm hồi năm 2018 Khi ông chủ tịch nước Trần Đại Quang bất ngờ qua đời Đó đó là những cái bàn tán trên mạng Thì trước mắt cái cuộc họp ngày 18 của quốc hội sau khi bãi miễn bãi nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc thì họ mới quyết định là đưa bà Võ Thị Ánh Xuân phó chủ tịch nước lên làm quyền chủ tịch nước chờ đến tháng 5 này họp quốc hội có thể là họ chọn người đó, thì bây giờ những cái người dưới là họ đang là chạy đấu đá với nhau để mà chạy cái chỗ đó vô tư trụ nó vẫn ngon hơn ở đây tôi mở ngoặc tí xíu là về mặt bình diện chúng ta sẽ không bao giờ thấy trong đảng cộng sản việt nam có đánh nhau cái gì đó không bao giờ có tranh giành tất cả đảng quyết định và đưa thông báo cứ thế truyền thông hơn 700 tờ báo trong nước và các cơ quan truyền thông trong nước họ đưa giống nhau nhưng mà làm gì mà không có đấu đá cuộc đời này quý vị để ý chỉ có một người là không đấu đá trong một cái tập thể nó có từ hai người trở lên là thế nào có đấu đá tranh giành chức vụ mà điều, điều đó là điều tốt nhiều khi cái ông a nghĩ ông b không xứng đáng ông b nghĩ ông a không xứng đáng và họ moi những khuyết điểm ra để mà cuối cùng người ta kiếm được cái người tốt nhất Điều đó điều tốt thôi Đừng có giấu diếm Không thể nào giấu được Bởi vì cũng số 1 tuần cho số 2 số, 1 à, một rưỡi, một rưỡi tuần rồi số 2 Rồi số 2 tuần, tuần cho số 3 Và những cái tuần như vậy nó cuối cùng đều, 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 giống hết, đều đúng hết Chứng tỏ là nó có đó. Thế trong lúc mà đang hỗn loạn như vậy đó thì chưa biết như thế nào Thì đêm giao thừa vừa rồi Sáng sáng mùng 1 người ta nghĩ là bà Võ Thị Anh Xuân sẽ thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc đọc thư chúc Tết đồng bào. Bởi vì từ trước giờ thư chúc Tết đồng bào đầu xuân là do chủ tịch nước đọc từ xưa tới giờ. Thấy không? Thường thường đêm giao thừa ở Việt Nam sau khi chiếu cảnh đốt pháo xong là bắt đầu khoảng 15 phút là tất cả các đài truyền hình đều chiếu cái thư chúc đọc ông chủ tịch nước. Nghĩa là đọc cái thư chúc Tết. Năm nay đồng cái người ta thấy ông Nguyễn Phú Trọng đọc. Đồng cái ông Nguyễn Phú Trọng đọc chuyện lạ sư kỹ thuật có thể cho cái laptop của tôi cái hình ông nguyễn phú trọng này đọc đây, đây 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 mà không lý giải gì cả không nói tại sao là, 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 là chúng tôi đọc à, không nói gì hết đáng lý phải giải thích uh, vì sao mà không có uh, chủ tịch nước uh, là vì sao mà không uh, cho phó chủ tịch nước đọc mà tôi đọc không nói gì cả à. Thì đây là một cái hiện tượng lạ, đó là những cái chuyện lạ lùng và chính những chuyện này nó tạo ra những cái bàn tán sôi nổi trên mạng. Và, và những cái bàn tán sôi nổi trên mạng nó ra cái hệ quả như thế nào? Tôi sẽ trình bày tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SCT. Cái dưới màn hình của đài truyền hình SCT sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình thời sự 247 tôi đang nói về những cái hiện tượng lạ trên mạng <laughs> ở trong nước Việt Nam cũng như ở hải ngoại liên quan đến chính trị Việt Nam và tôi đang nói về những cái bàn tán về cái chuyện ông Phúc ra đi giữa nhiệm kỳ và có thể là ông trọng lên thay thế giống như ông đã từng làm năm 2018 và như vậy cũng có người người ta chê trách người ta bảo ông lớn tuổi rồi sao mà ông tham quyền của vị thế có người bảo thôi chỉ có bác trọng mới làm được thôi bác trọng liêm chính còn tất cả người khác đều tham nhũng thì người có nhiều người ủng hộ ông trọng làm luôn Đó. thế nhưng mà cũng có các dư luận họ bàn tán ra vào họ bảo nếu ông phúc không phải là trùng cuối thì có phải ông trọng là trùng cuối hay không bởi vì ông cũng người ta cũng quy trách nhiệm cho ông trọng là tổng bí thư đảng mà để cho cấp dưới làm những chuyện mà họ không nói ra bây giờ phải mất chức ví dụ ở đại hội 13 là quyết định bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm chủ tịch nước, quyết định bầu ông Phạm Bình Minh làm phó thủ tướng thường trực, ủy viên bộ chính trị, quyết định bầu ông Vũ Đức Đam là phó thủ tướng. Nhân sự đó, cái người đứng đầu cái tiểu ban trường tiểu ban nhân sự đại hội 13 là ông Nguyễn Phú Trọng. Đó, người ban như vậy ông cũng có trách nhiệm trong đó chứ? Hay là nên chăng từ chức luôn, giống như ông Nguyễn Xuân Phúc? Hả? mà bây giờ ông không từ chức ông lại đọc thư chúc tết mà không lý giải không giải thích à. thì chính những cái bàn tán xôn xao mà nó không có lợi cho đảng không có lợi cho những cá nhân ở trong đảng những cá nhân mà gọi là đứng đầu đảng là lãnh đạo của đảng thì đùng cái nó xảy ra cái chuyện là Sớm tao quân cũng trong đêm giao thừa thì trong đó có một anh chàng nghệ sĩ tên là xuân bắc nghệ sĩ ưu tú anh là giám đốc nhà hát kịch việt nam à anh này năm nào cũng đóng tác quân năm nào cũng bị người ta được người khen có người chê cũng có năm nay cũng vậy cũng có nhiều người chê anh có nhiều người khen anh chuyện rất bình thường nhưng mà hai ngày sau ngày tết sau cái sơ tác quân tự nhiên anh viết ở trên facebook kể một câu chuyện Thấy không câu chuyện nghĩa là hư cấu có tựa là cái tát của mẹ xoay canh cái nội dung là cái đứa con trai chê bà mẹ gói bánh trưng năm nào bà mẹ cũng gói con trai chả làm gì hết ăn xong rồi chê chê mà còn nói là là một 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 bên tôi nhai còn một bên là tôi chê thế là bà mẹ mới bập tay ăn cá tát đó thì khi anh viết một cái xe đất đó trên facebook đó tự nhiên bà con nhột bảo là A, anh chê khán giả à, anh là đồ ăn cháo đá bát à, anh chê khán giả thế là tất cả các cơ quan truyền thông lớn của việt nam xuống vào chỉ trích anh này để cho người ta viết vào chỉ trích anh này phỏng vấn các chuyên gia về nghệ thuật các nghệ sĩ phòng nghĩa là chỉ trích anh này anh này hoàn toàn không có tiếng nói gì hết không được ai phỏng vấn mà nó kéo dài khoảng 2 ngày như thế hai tới ba ngày nó rầm rộ lên trên mạng xã hội mở tờ báo nào đánh xuân bắc là đều thấy người ta chửi người ta chê trách mãi cho đến ngày 27 thì ông xuân bắc mới viết trên facebook xin lỗi À mà xin lỗi mà xin lỗi rất là khơi khơi, với à, giờ có lỗi đâu mà xin lỗi, ông viết này qua dư luận câu chuyện của tôi đã gây hiểu nhầm cho một số khán giả, tôi chân thành xin lỗi về điều này và mong muốn được khán giả tiếp tục đồng hành ủng hộ. tức là ông viết đã gây hiểu nhầm, mà sao hiểu nhầm được? tôi hỏi quý vị chứ người ta, ví dụ không lẽ giờ mình đi ngang nhà người ta, người ta chửi con người ta hay là mình làm cái gì mình đến nhà người ta vô tình người ta chửi con người ta mình nhột, hay là bây giờ mình đi vô nhà thờ mình nghe ông cha cũng giảm mấy cái đứa mà uh, hai ba vợ bốn năm chồng đó là ma quỷ rồi kia mình cái mình hai ba vợ bốn năm chồng bảo ông cha ông nó móc thôi à chứ có thật nhất mình về nguyên tắc ông xuân bắc không hề chỉ trích ai không hề chửi ai nhưng ông bị quánh thê thảm luôn trong hai ba ngày trời thì người ta mới thắc mắc là phải chăng đây là một cái chiêu đưa ra để khỏa lấp những chuyện bàn tán xung quanh chuyện ông phúc và ông trọng cũng như những nhân vật hồi nãy khỏa lấp bởi vì ngày tết ta không muốn nói những chuyện đó bởi vì thực ra cái chuyện mà ông phúc ra đi nó là chuyện xấu của đảng nó mà là tốt nói gì nói không cần biết anh là like, ai không cần biết anh từ đâu một chủ tịch nước mà phải ra đi vào điều chưa bao giờ có trong lịch sử nước việt nam đó vậy tại sao người ta nói như vậy là bởi vì tất cả truyền thông trong nước là đều do nhà nước quản lý tất cả tờ báo anh không thể biết khác được thì nó cũng có thể có là ok ban tuyên giáo hay là cái ban gì bộ thông tin nó bảo khai thác tiếp vụ này chúng tôi cứ việc khai thác để cho bà con là không để ý những cái chuyện mà thâm cung bí sự của cung đình tôi gọi là cung đình ở ba đình đó. thì đó là một câu chuyện mà gọi là râm ran trong mấy ngày qua ở trong nước và có lẽ là họ đã đạt mục tiêu rồi thì thôi giờ bà con trở lại đi làm không bàn tán bởi mấy ngày tết ăn nhậu đó. bàn tán nhiều đó. rồi đang lúc mà ồn ào như vậy thì nó lại có một chuyện khác nữa là trên mạng xã hội bắt đầu nó lộ ra cái hình một cô gái tên là Tô Hà Linh. À, xin mời có thật cho coi cái hình đây. Được cho là con gái ông Tô Lâm. Quý quý vị thấy á, Cô chụp cái hình phía sau là cái chữ S O A S là tên của cái trường đại học ở London thủ đô của Anh. Và cô đăng từ năm ngoái, từ 28 tháng 7 năm ngoái. Cô viết đây quả là một hành trình tuyệt vời và đầy đây là lúc tôi tốt nghiệp. Và dân mạng xã hội phát hiện ra đây là con ông Tô Lâm à thì ngay sau đó thưa quý vị trong ngày đó là cô đóng luôn cái uh, gọi là status này và ông tô lâm đó thì bây giờ trên mạng xã hội người ta mới đồn nó đây là đồn thôi là cô này là con của người vợ thứ hai chứ không phải con người vợ đầu à đây có hình nào mà. đó cô là người đeo kiến đứng bên tay trái ông kế bên trái ông tô lâm bà vợ bên tay phải đó thì người ta còn đồn nhiều thứ lắm nhưng mà thôi mình không nói chuyện đồn này mình chỉ nói cái chuyện xuất hiện hình cô này tại sao xuất hiện vào thời điểm này thì như hồi nãy tôi nói phe quân đội có thể là không muốn ông tô lên lâm lên, lên làm chủ tịch nước cho nên đưa những thông tin này ra có người nói ô cán bộ con cái học nước ngoài đâu có gì lạ đâu có gì lạ đâu nhưng mà từ xưa giờ không thấy chưa ra thứ hai nữa là lương bộ trưởng công an bao nhiêu một tháng cô này có học cái trường này đó là theo người ta thống người ta tìm hiểu là phải trên 55 000 một năm tiền học chưa kể tiền ở mà cái trường này nằm ngay trung tâm London một cái nơi đắt đỏ đó tại sao hình như đưa ra lúc này và cái người đưa tấm hình này là một Facebooker đã từng xì cái chuyện mà ông Đinh Văn ơi lúc đó là giám đốc công an Đồng Tháp là đại tá bây giờ lên thiếu tướng ra làm giám đốc công an Quảng Ninh ông này đã từng nói những câu chuyện với lại một cựu lãnh đạo của tỉnh và trong đó thấy không có vẻ phản bác lại cái quyết định của ông bộ trưởng bộ công an trong cái chuyện mà cấm cản không cho người ta đi về quê trong cái lúc mà đại dịch covid 19 thì cái người facebooker này tên là hoàng dũng ông đưa lên mà trong đó ông phê một câu luôn kiểu này là ông tô lâm hết mộng làm tổng bí thư rồi sau đó cũng Facebooker này là người đầu tiên đưa cái hình ảnh ông Tô Lâm ăn miếng thịt bò rát vàng ở London trong cái chuyến đi cùng với ông Phạm Minh Chính qua dự hội nghị thượng đỉnh COP26 ở bên Scotland. Và bây giờ cũng chính Facebooker này đưa cái hình cô Tô Hà Linh ra. À, bị đoán ngay. Đoán ngay phe nào rồi đúng không? Người ta cho rằng cái người là phe quân đội. Đó, và tại sao những chuyện này người ta lại là bàn và suy luận tào lao thế nó không tào lao bởi vì nó có những cái chỉ dấu cho thấy như thế ví dụ trước đây khi mà người ta bàn tán xôn xao là ông trọng có thể về nghỉ giữa kỳ sau đại hội 13 ba ông tạm thời làm tổng bí thư và cái người thay thế ông có thể là ông chủ tịch quốc hội vương đình huệ đó thì bên quân đội đó là có vẻ ông vương đình huệ không phải gốc công an thì ok thì ngay lập tức người ta lọ ra cái hình con ông vương đình huệ học cái trường đại học mỹ ở bên tiểu bang ohio quý vị thấy như này Đó, chụp hình ra trường cùng với vợ ông vương đình huệ hình này là cũng do người ta rò rỉ ra số 2, số một rưỡi thầy lên internet thầy lên facebook và sau đó cô đã đóng cái Facebook này luôn. Thì ở đây đó, cái chuyện con cái đi học là chuyện bình thường. Nhưng ở đây người ta muốn nói là gì? Tức là anh là tổng bí thư đảng mà con anh đi học cái nơi mà gọi là cái nước đế quốc. Cái nơi mà tư bản dễ chết. Ông Tô Lâm cũng vậy, con gái thì đi học chỗ cũng tư bản dễ chết. Mà trong khi sau này các anh lên chủ tịch nước hay tổng bí thư thì sao? Đó. Con Nguyễn Xuân Phúc thì cũng học bên Mỹ, mua nhà bên Mỹ. Cũng do cái trang gọi là chân dung quyền lực đưa ra. Mua nhà Anaham này. Ông Nguyễn Xuân Hiếu. Đó. Tất cả những cái này làm sao chúng tôi có được, chúng tôi nói đúng không? phải có ai đó tình báo ở trong quân đội hoặc công an họ đưa ra thì điều này cho thấy là nó có hai cái phe ở trong nước đánh nhau cái chuyện này đưa cái hình ảnh này ra đưa ra không phải để hạ bệ những người này nhưng mà cho thấy là à những người này họ cũng có những cái chuyện đó mà họ giấu nhưng mà khi đưa ra nó cái quan trọng ở chỗ này dân mạng xã hội bắt đầu họ bộ bàn họ bình luận họ phân tích ví dụ họ nói cái cô này sao mặt không có được đẹp trai như ông bố đó không biết phải con ông tô lâm hay không nó đại khái như thế ta bàn ra bàn vào là thấy kẹt rồi chưa kể ông tô lâm đó khi mà con mình bị tiết lộ ra như vậy là có thể bị đe dọa tính mạng bởi vì ông nắm về an ninh ông nắm ông là bộ trưởng công an thì ông phá án một cái nhóm nào đó lớn có thể là tìm cách giết hại con gái không chuyện đó có thể xảy ra như không hoặc bắt làm con tin thì đây là những cái câu chuyện mà thâm cung bí sử mà chúng ta sẽ không thấy số một nói nhưng mà số một tuần cho một rưỡi và số hai một rưỡi bà số 2 bắt đầu tuần lên mạng tuần lên mạng xong là vỉa hè chúng tôi là lấy ra chúng tôi khai triển chúng tôi xuyên tạc muốn làm chúng tôi làm và quý vị để ý đây. rồi bây giờ đó cái trang facebook của cái ông hoàng dũng nó có tên là ông học giả giờ bị đóng luôn bị đóng luôn người ta không biết là an ninh vô hách vô phá hay là an ninh báo cho facebook đóng lại nhưng mà những cái mà gọi là số 2 khác đó đưa những tin khác đó chẳng hạn đưa tin ông nguyễn xuân phúc cầu thủ số 7 của ngôi sao của đội Quảng Nam bị rút thẻ đỏ thì những cái đó vẫn còn. Đó, à, Cũng là số 2 nhưng mà tùy lại số 2. Phe nào mạnh là cái số 2 kia bị im, cái số 2 khác vẫn còn. Thì đó là câu chuyện đáng chú trong tuần tại Việt Nam và trên mạng xã hội Việt Nam cũng như mạng xã hội của hải ngoại trình bày cùng quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi sẽ hẹn quý vị vào chương trình sau.